Nam diễn viên Lý Hoành Nghị từng là thực tập sinh tiềm năng của một công ty giải trí Hàn Quốc, sau đó vụt sáng nhờ bộ phim Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Tưởng chừng sự nghiệp của Lý Hoành Nghị sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng vì nhiều lý do mà danh tiếng của nam diễn viên bỗng tuột dốc, thậm chí có lúc bị quên lãng. Mãi đến khi bộ phim Thiếu niên ca hành gây bão trên màn ảnh Hoa ngữ, cái tên Lý Hoành Nghị với vai diễn Tiêu Sắt mới một lần nữa được khán giả nhớ mặt đặt tên. Trong video này, hãy cùng Cbiz Film khám phá con đường sự nghiệp của Lý Hoành Nghị và những thăng trầm mà anh từng trải qua nhé! Đôi nét về Lý Hoành Nghị. Lý Hoành Nghị sinh năm 1998 tại thành phố Liêu Ninh, Trung Quốc. Hiện nay, anh hoạt động dưới vai trò là một ca sĩ và diễn viên. Năm 2013, Lý Hoành Nghị đã tham GIADAT tuyển thực tập sinh do SM Entertainment tổ chức tại Bắc Kinh và xuất sắc trở thành người đầu tiên trong cuộc tuyển chọn giành được chiếc vé đến Hàn Quốc. Nhưng chỉ 3 tháng sau, anh đã từ bỏ việc luyện tập và trở về Trung Quốc vì lý do cá nhân. Khoảng 2 năm sau đó, Lý Hoành Nghị bắt đầu tham gia lĩnh vực diễn xuất. Sau vai diễn Hàn Thất Lục trong bộ phim Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi năm 2017, cái tên Lý Hoành Nghị bắt đầu được nhiều người chú ý đến. Từ đó con đường diễn xuất của anh dần rộng mở. Đến nay, Lý Hoành Nghị đã từng tham gia không ít bộ phim, những vai diễn của anh khá đa dạng, từ cổ trang đến hiện đại và chiếm được không ít sự yêu mến từ fan hâm mộ. Những vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp. Năm 2016, Lý Hoành Nghị tham gia bộ phim Thanh xuân của ai không mơ hồ, được cải biên từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lưu Đồng. Bộ phim kể về quá trình cô học trò ngoan Lâm Thiên Kiều do Quách Xu Đồng thủ vai và cậu học sinh cá biệt Cao Tường do Bạch Kính Đình thủ vai. Từ thành kiến ban đầu, cả hai dần hòa giải, rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Trong phim, Lý Hoành Nghị vào vai Hoàng Thao, một cậu học bá lạnh lùng. Hoàng Thao thích Thiên Kiều, nhưng cô lại thân với Cao Tường. Năm 2017, Lý Hoàng Nghị bất ngờ trở nên nổi tiếng nhờ hóa thân thành nhân vật Hàn Thất Lục, một thiếu gia có vẻ ngoài cao ngạo, lạnh lùng. Nam diễn viên đã đốn tim người xem bởi thần thái lôi cuốn. Nội dung phim Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi là câu chuyện của cô gái nghèo An Sơ Hạ do Hình Phi thủ vai. Cô cùng mẹ sống nương tựa vào nhau, tuy nhà nghèo nhưng rất vui vẻ. Mọi chuyện thay đổi khi mẹ của Sơ Hạ qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Trước khi mất, mẹ của An Sơ Hạ đã giao con gái mình cho nhà họ Hàn. Cô phải đính hôn với Hàn Thất Lục để được vào học viện quý tộc. Ban đầu, Hàn Thất Lục vô cùng chán ghét An Sơ Hạ, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dần ra anh nảy sinh tình cảm và luôn hết mực bảo vệ, quan tâm An Sơ Hạ. Một năm sau, Lý Hoành Nghị đảm nhận vai nam chính trong phim Biển cả đưa em đến, cùng với nữ chính Châu Vũ Đồng. Phim có kịch bản xoay quanh một vụ ngộ độc ma túy trên toàn thế giới, nam chính Trì Lục đã nhận được ủy thác từ một người bí ẩn và cải trang thành một học giả để đến Hải Nham. Ở đây, anh đã gặp được đối tịch do Châu Vũ Đồng thủ vai và dần phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của cô. Tuy nhiên, vào lúc tình cảm giữa họ đang tiến triển tốt thì đối tịch lại biết được thân phận thực sự của Trì Lục và bản thân trong người đối tịch cũng bỗng có những sự thay đổi kỳ lạ. Hóa ra đối tịch chính là công chúa người cá và giọt nước mắt người cá mà bộ tộc cô tìm kiếm bấy lâu nay lại nằm trong người Trì Lục. Và sau đó là sự giằng co giữa tình yêu và trách nhiệm với bộ tộc mà đối tịch bắt buộc phải đưa ra lựa chọn. Kết đôi với thánh nữ xuyên không Triệu Lộ Tư. Thanh Nang Chuyện phát sóng năm 2019 là bộ phim đánh dấu sự hợp tác diễn xuất lần đầu tiên giữa Lý Hoành Nghị và Triệu Lộ Tư. Nội dung phim kể về anh chàng Mộc Tinh Trần do Lý Hoành Nghị thủ vai, xuất thân từ một gia tộc nhiều đời nghiên cứu y thuật. Trong một lần nọ đã cứu được nàng tiểu thư thế gia y dược Diệp Vân Thường do Triệu Lộ Tư thủ vai. Mộc Tinh Trần vì muốn trốn tránh cuộc nội đấu trong hoàng tộc mà đã cùng Diệp Vân Thường đi đến dân quốc thời loạn thế. Ở đây, Mộc Tinh Trần gặp phải một dịch bệnh hiếm gặp và dùng thuật thanh nang để cứu giúp chúng sinh. Trải qua vô vàn những khó khăn cũng như thử thách trong tình yêu, cuối cùng Mộc Tinh Trần trở thành y tôn của một thế hệ nhưng anh quyết định từ bỏ vương vị. Cùng bạn đời Diệp Vân Thường ngao du khắp nhân gian, hành nghề cứu người. Cùng năm 2019, Lý Hoành Nghị tiếp tục đóng chung với thánh nữ xuyên không Triệu Lộ Tư trong dự án Xuân Hoa Thu Nguyệt. Bộ phim nhận được nhiều đánh giá tích cực của khán giả khi có nội dung hấp dẫn và đặc biệt là tạo hình cổ trang của các nhân vật rất đẹp. Đây cũng là một trong những bộ phim hay nhất trong sự nghiệp của Lý Hoành Nghị. Nội dung phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Xuyên Qua Chi Thiên Lôi Nhất Bộ của nhà văn Thục Khách. Chuyện phim bắt đầu khi cô nàng Lôi Lôi do Triệu Lộ Tư thủ vai, bởi vì tham gia chương trình xuyên không mà cô tiến được vào thế giới võ lâm cổ đại. Tại đây, Lôi Lôi tỉnh dậy với cái tên Xuân Hoa. Cô rơi vào rắc rối với mối tình tay ba cùng Tiêu Bạch và Thượng Quan Thu Nguyệt. Sau đó, trải qua nhiều hiểm nguy, Xuân Hoa dần nhận ra ai mới đích thực là chân ái của đời mình. Trong bộ phim này, Lý Hoành Nghị đóng vai Thượng Quan Thu Nguyệt, một mỹ nam yêu nghiệt nổi tiếng trong giang hồ, bề ngoài ôn hòa nhưng lòng dạ tàn nhẫn.
Ban đầu Thượng quan Thu Nguyệt vì muốn xưng bá võ lâm mà tiếp cận lợi dụng Xuân Hoa cho mục đích của mình. Thế nhưng sau đó Thu Nguyệt lại bị tính cách của Xuân Hoa thu hút, vì thế mà từ bỏ dã tâm và kết đôi nên duyên với cô. Nội dung hà hước và tương tác ngọt ngào giữa Lý Hoài Nghị và Triệu Lộ Tư được xem là những điểm nhấn lớn nhất của bộ phim này. Những góc khuất ít ai biết về sự nghiệp lận đận của Lý Hoài Nghị. Lý do thật sự từ bỏ cơ hội làm thực tập sinh tại Hàn Quốc. Rất lâu sau khi trở về từ Hàn Quốc, Lý Hoài Nghị mới bộc bạch lý do mình phải từ bỏ cơ hội làm thực tập sinh vào năm 2013. Theo những chia sẻ của Lý Hoài Nghị trên sóng truyền hình, sự thật là anh từng bị một thực tập sinh tiền bối tương tác vật lý vì gọi điện thoại cho mẹ trong giờ nghỉ ngơi. Việc này lặp lại nhiều lần khiến anh chàng không thể chịu nổi và quyết định về Trung Quốc. Nam diễn viên còn kể thêm rằng có người thân mang bánh chẻo từ Trung Quốc sang cho Lý Hoài Nghị. Anh vô cùng nhớ mùi vị bánh vì lâu lắm mới có dịp ăn ở nơi đất khách quê người nên vừa ăn vừa để dành, nhưng nào ngờ vị thực tập sinh tiền bối ấy nhìn thấy và hất đổ hết đi. Sự việc lặp đi lặp lại khiến anh mệt mỏi, áp lực cả về thể xác và tinh thần, tức nước vỡ bờ, cuối cùng anh quyết định từ bỏ cơ hội trở thành ngôi sao thần tượng và trở về Trung Quốc. Bị công ty chèn ép, không giao cho những dự án tốt. Trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2022, sự nghiệp của Lý Hoài Nghị có phần im hơi lặng tiếng và không để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Một số bộ phim mà Lý Hoài Nghị tham gia trong thời gian này như Đếm ngược thời gian để gặp em, Thế giới côn ngầu, Một mảnh băng tâm tại Ngọc Hồ, Ta là Lưu Kim Phượng, đều không gặt hái được thành công. Một phần nguyên nhân khiến cho sự nghiệp đang đi lên của Lý Hoài Nghị bỗng dưng chững lại, được cho là do công ty quản lý của nam diễn viên thời điểm đó không hề chăm lo đến anh, cũng không cho anh được tiếp xúc với những kịch bản phim chất lượng. Thậm chí, khi Lý Hoài Nghị tự mình đi tìm kịch bản, tự đi thử vai, thì cũng bị công ty cũ tìm mọi cách để ngăn cản anh nhận vai. Hoặc vô sĩ hơn là bắt Lý Hoài Nghị chia tiền thù lao vai diễn do anh tự tìm được với công ty. Vai diễn tiêu sắt của Lý Hoài Nghị cũng là do chính anh tự thân vận động mà có được. Không thể tiếp tục chịu đựng sự bóc lột của công ty cũ, cuối cùng Lý Hoài Nghị cũng khởi kiện công ty cũ để phá vỡ hợp đồng và tìm hướng đi mới cho bản thân. Trở mình mạnh mẽ nhờ vai tiêu sắt trong Thiếu niên ca hành. Cuối năm 2022 đầu năm 2023, Lý Hoài Nghị một lần nữa gây bão màn ảnh Hoa ngữ nhờ sự thành công ngoài mong đợi của bộ phim Thiếu niên ca hành. Dự án cổ trang Thiếu niên ca hành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Châu Mộc Nam. Thiếu niên ca hành kể về hành trình bước chân vào giới giang hồ của những thiếu niên trẻ. Phim xoay quanh câu chuyện hộ tống một chiếc quan tài vàng rồng, nơi ẩn chứa một bí mật lớn mà khắp giang hồ đều để mắt tới. Trong phim, Lý Hoài Nghị đảm nhận vai Tiêu Sắt, một người tài có võ công cao cường, có thân phận là lục hoàng tử Bắc Ly uy chấn thiên hạ. Nhưng vì chống lại mệnh vua nên đã tự rước họa vào thân, nên đã bị trục xuất khỏi kinh thành và bị phế cả võ công. Dù vậy nhưng Tiêu Sắt vẫn không chấp nhận số phận và bắt đầu lại từ đầu với thân phận là ông chủ của một khách điếm tại Tuyết Lạc Sơn Trang. Sau đó, Tiêu Sắt gặp Lôi Vô Kiệt, một thiếu niên chân ướt chân ráo vừa mới bước vào chốn giang hồ. Vì cơ duyên xảo hợp, cả hai đã cùng nhau đi đến thành Tuyết Nguyệt. Trên đường đi, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt còn gặp đại sự huynh Đường Liên và hòa thượng Vô Tâm, một người mang thân thế ly kỳ cùng tướng mạo anh khí, tiêu sái. Sau nhiều lần không đánh không quen, cả bốn đã kết giao cùng nhau. Những con người xa lạ nhưng mang duyên phận không thể tách rời, cũng không thể trốn tránh được số mệnh, để rồi họ đã cùng nhau không ngừng trưởng thành và đối đầu với mọi thử thách. Sau Thiếu niên ca hành, bộ phim được quay từ khá lâu của Lý Hoài Nghị là Võ Lâm Hữu Kiêu Khí cũng nhanh chóng được phát sóng. Phim khai thác đề tài võ hiệp, xoay quanh câu chuyện đi đến tình yêu giữa thần y Bạch Nhạc và nữ hiệp Diệp Hề. Vai diễn Bạch Nhạc của Lý Hoài Nghị là một nhân vật có bề ngoài cao ngạo lạnh lùng, tuy độc miệng nhưng thực chất lại có một trái tim ấm áp. Trong hành trình bước chân vào giang hồ của cô nàng Diệp Hề tâm địa đơn thuần, Bạch Nhạc đã không ít lần cứu giúp, âm thầm bảo vệ cô cả những khi cô bị lợi dụng, thanh danh hủy hoại. Để rồi từ đó Diệp Hề dần trưởng thành và nhận ra thế nào là tình yêu đích thực và tinh thần võ hiệp. Hai người dần hiểu ra tình cảm của nhau, cuối cùng nắm tay nhau hứa hẹn đến răng long đầu bạc. Trong phim Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong, phần phim được cho là tiền truyện của Thiếu niên ca hành, vừa phát sóng vào mùa hè năm 2024. Lý Hoài Nghị vào vai Tiêu Nghị, một nhân vật khách mời, xuất hiện thông qua lời kể của sư phụ Lý Trường Sinh. Ông nhắc lại cố nhân với Bách Lý Đông Quân, do Hồng Minh Hạo thủ vai, để chàng thiếu niên coi đó là tấm gương trong việc luyện kiếm. Dù có là kiếm phổ ba xu ngoài chợ nhưng nếu chăm chỉ thì cũng có thể vang danh thiên hạ. Tiêu Nghị xuất thân ở nơi hoang vu, chỉ đủ tiền mua một cuốn kiếm phổ rẻ nhất. Nhưng với chàng, sau khi luyện hàng nghìn lần tới nhuần nhuyễn thì có thể tự sáng tạo ra kiếm pháp của riêng mình. Và đúng như vậy, Tiêu Nghị sáng tạo ra Lịch Quốc kiếm pháp vang danh. Khi thiên hạ đại loạn, Tiêu Nghị vung kiếm dẹp yên bờ cõi, lập ra nước Bắc Ly tồn tại hơn 200 năm hưng thịnh.
Dù chỉ xuất hiện vài phút nhưng Lý Hoài Nghị vẫn làm khán giả điêu đứng vì độ chiến và thần thái chuẩn bậc đế vương của mình. Những vai diễn đáng mong đợi trong thời gian tới. Lý Hoài Nghị vẫn còn một số bộ phim đáng chú ý chưa được lên sóng như Phong Hỏa Lưu Kim, Thiên Thư Lê Minh, Phong Ảnh Mai Nhiên Hương, Thập Vạn Cuồng Hoa Nhập Mộng Lai. Nếu như dự án Phong Hỏa Lưu Kim đóng chung với Đàn Kiện Thứ vẫn chưa rõ thời gian nào mới được lên sóng vì nội dung phim được chuyển thể từ bộ truyện đam mỹ Sắt Phá Lang, thì bộ phim Thiên Thư Lê Minh đã có trong kế hoạch phát sóng của nền tảng Youku, dự kiến sẽ phát sóng cuối năm 2024 hoặc mùa hè 2025. Dự án Thiên Thư Lê Minh có nội dung phim xoay quanh nhân vật Hoa Phù Sinh do Lý Hoài Nghị thủ vai. Một thiếu niên trẻ tuổi si mê y học, y có bản lĩnh hành y dị thường khiến bách tính trong kinh thành vừa yêu mến vừa sợ hãi. Hoa Phù Sinh bị hiểu nhầm là hung thủ trong vụ án cái chết của 100 đại phu nhằm chiếm đoạt một thứ gọi là thiên thư. Đúng lúc này, Văn Giác do Tô Hiểu Đồng thủ vai, con gái của thành chủ Lương Châu và Cố Thiên do Dư Thừa Ân thủ vai, truyền nhân của Bá Hí, cũng bị cuốn vào câu chuyện này. Ba người kết giao bằng hữu rồi cùng nhau mở rộng điều tra ở Lương Châu. Hoa Phù Sinh tại Lương Châu vì bách tính nghèo khổ hành y chữa bệnh, đồng thời tiến hành điều tra chân tướng nhiều vụ án. Trong dự án Phong Ảnh Nhiên Mai Hương đóng cùng với Vương Sở Nhiên, Lý Hoài Nghị đã gây sốt cộng đồng mạng vì hình ảnh trên phim trường quá đẹp, quá ngầu, khiến khán giả vô cùng háo hức chờ đón bộ phim sớm ra mắt. Trong phim, Lý Hoài Nghị đảm nhiệm vai Sở Định Giang, chỉ huy sứ của Khống Hạc Quân. Nhân vật này được miêu tả là người có ngoại hình mạnh mẽ, khí chất vương giả. Theo miêu tả nhân vật của dự án đăng trên Weibo, Sở Định Giang ẩn nấp dưới áo choàng đen, đôi mắt tựa màn đêm. Thân ảnh cao lớn giống như tấm bia to sừng sững giữa đồng trống, hắn chính là tồn tại mạnh mẽ nhất thế gian này. Tạo hình của Lý Hoài Nghị trong Phong Ảnh Nhiên Mai Hương được đánh giá là cầu kỳ, chỉn chu và đắt giá, làm nổi bật được chiều cao 1m88 của Lý Hoài Nghị cùng gương mặt sắt nét của anh. Hy vọng với những sự thành công nhất định trong thời gian vừa qua, con đường sự nghiệp của Lý Hoài Nghị sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn trong thời gian tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!